Nếu khách hàng đến với bệnh viện thẩm mỹ Jerome Group với mong muốn là cải thiện cái thẩm mỹ mũi của mình, như các bạn có thể thấy cái hình ảnh trước phẫu thuật của nữ khách hàng thì cái phần sống mũi của nữ khách hàng này tương đối là thấp, không có cái độ cao nhất định so với nền của gương mặt. Ngoài ra đặc biệt là cái phần đầu mũi của nữ khách hàng thì nó tương đối bị ngắn và bị hếch lên. Các bạn nhìn trực diện từ phía trước hoặc là từ phía dưới lên, các bạn có thể thấy rằng cái phần lỗ mũi của khách hàng lộ ra khá nhiều. Cái phương án nâng mũi cấu trúc S-line là một cách để giải quyết cho chúng ta. Phương án nâng mũi cấu trúc S-line sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ lấy một phần sụn trong cơ thể mình, bao gồm sụn tai, sụn vách ngăn và sụn 3D để dựng lại cái phần đầu mũi. Tức là toàn bộ cái phần đầu mũi chúng ta sẽ tạo hình cấu trúc bằng cái sụn tự thân, chỉ riêng cái phần một phần sống mũi là chúng ta sẽ sử dụng sụn nhân tạo. Thì đây là phương án kết hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo để tạo hình lại toàn bộ cái cấu trúc giữa phần sống mũi và đầu mũi cho nữ khách hàng. Thông thường khi các bạn thường đặt câu hỏi là cái kết quả chúng ta có cần phải làm lại hay không, ví dụ 5 năm, 10 năm sau chúng ta có phải làm lại không, thì hoàn toàn chúng ta không phải làm lại. Thì phương án này là cái phương án diễn biến, và chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình ảnh thực tế của nữ khách hàng sau một tuần thôi để biết được là cái mức độ hồi phục nó nhanh đến như thế nào. Như các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta nhìn nghiêng, các bạn nữ khách hàng này vừa mới cắt chỉ xong, hoàn toàn không phân biệt được là chúng ta mới làm mũi xong luôn, thì chúng ta không hề thấy sưng hay là bất kỳ một dấu hiệu nào, hoàn toàn như một người bình thường luôn, và cái hình thái mũi của chúng ta đã thay đổi. Đặc biệt là khi các bạn nhìn nghiêng, có thể thấy rằng cái phần đầu mũi của chúng ta được kéo dài, nâng cao lên, khác biệt hoàn toàn với so với ban đầu. Lúc ban đầu thì chúng ta nhìn thấy cái hai phần lỗ mũi của nữ khách hàng nó lộ ra rất là nhiều, đúng không? Rồi cái cánh mũi của chúng ta nó bị ngắn, nhưng mà khi chúng ta kéo dài xuống, chúng ta đã đạt được một cái nét nghiêng rất là hoàn hảo. Đặc biệt là phần sống mũi này, lúc đầu chúng ta nhìn nó chỉ có một phần nhô nhẹ thôi, nhìn cái ánh mắt chúng ta rất là tối, là không có được sáng. Khi chúng ta đẩy cao lên thì chúng ta thấy cái sống mũi này nó hoàn hảo hơn, nó có sự khác biệt hai bên rất là nhiều. Lúc đầu thì vô sửa em cũng sẽ sợ, có tâm trạng là cũng như lo sợ mỗi mình không được đẹp thế vậy, mà thấy kết quả là cũng yên tâm. Tới nay là cũng không sưng và đi đứng người bình thường, cảm thấy là bệnh viện em biết hay làm. Như các bạn có thể thấy đó, mới chỉ có một tuần thôi chúng ta mới cắt chỉ xong thôi, nhưng mà cái phần sống mũi của nữ khách hàng này hoàn toàn bình thường, từ màu sắc đến hình dáng cho đến khi chúng ta sờ vào phần mũi này, chúng ta cảm thấy rất là mềm mại và tự nhiên. Thì đây là cái ưu điểm của phương án tạo hình mũi cấu trúc S-line, nó sẽ cho chúng ta một cái hình dáng mũi tự nhiên, hài hòa, và khi mà chúng ta nhìn nó sẽ không có sự giả tạo. Từ khi mũi mà chúng ta nâng quá cao hoặc là quá khác biệt so với gương mặt thì nó sẽ không có hài hòa, mà không có phù hợp với gương mặt thì nó sẽ tạo ra cái sự khập khiễng trong nét đẹp thẩm mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.